của Cường đâu. Lời đầu tiên em xin chào tất cả các vị quý vị khán giả và các bậc phụ huynh của trường trung học phổ thông Vĩnh Yên. Sau đây em xin trình bày bài hát Vì Con. Nhìn quanh nhìn ra, chân mẹ, mẹ về chưa? Mẹ ơi đừng xa mẹ đi chậm nhé. Mẹ ơi đừng lo đàn con lẻ loi. Mẹ ơi con đã ru em ngủ rồi. Nghĩ thương chúng con, mẹ nắm đôi gió mơ cần mò. Lời ru ấy mẹ đã ru con thay thơ. Dù ngày mưa dù ngày nắng, dù là bão giông trên đời, mẹ tần tảo mẹ gánh con trên vai gầy. Giờ đây lớn hơn con giang rộng cánh bay giữa trời. Là bao nhiêu tuổi thanh xuân mẹ dành cho con nên. Ngày mẹ đau là ngày con sinh ra hầm cảm ơn mẹ hiền. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh vì con. Em xin một tràng pháo tay được không ạ? Cả cuộc đời mẹ đã hy
sinh vì con. Xin được cảm ơn Cường, cảm ơn em, tuyệt vời lắm, quá tuyệt vời. Có những thứ hạnh phúc trong cuộc sống không thể đánh đổi bằng tiền, có những con người không thể thay thế, và có những khoảnh khắc không thể tuyệt vời hơn.